Công ty Bình Quân xin kính chào quý vị khách hàng. Trong video ngày hôm nay, Công ty Bình Quân xin giới thiệu tới quý vị dòng sản phẩm máy rang hạt đa năng R40, chuyên rang nhanh, rang chín đều đa dạng các loại hạt. Và trong video lần này, quý vị hãy cùng Thu Ngân bàn giao và thử máy rang hạt đa năng R40 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Bình Quân thiết kế cho khách hàng tại Thái Bình. Và nguyên liệu rang thử lần này là 20kg hạt hướng dương được khách hàng mang trực tiếp lên công ty. Chức năng chính của máy rang hạt đa năng R40 là có thể rang chín đều mọi loại hạt như lạc, vừng, ngô, mắc ca, sa chi, đỗ tương, mầm đậu nành, hạt tiêu, hướng dương và nhiều loại nguyên liệu khác. Toa chứa nguyên liệu đầu vào của máy được thiết kế dạng hình phễu, giúp việc đưa nguyên liệu vào lồng rang một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hệ thống lồng rang của máy rộng rãi, có thể chứa đựng được từ 35 đến 40kg nguyên liệu trong một mẻ rang. Bên trong lồng rang được trang bị thêm 3 cánh đảo, hỗ trợ cho việc đảo đều nguyên liệu chín đều mọi mặt, nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn cho những mẻ rang lớn. Với hệ thống gồm 21 thanh nhiệt được thiết kế hợp lý để nhiệt độ được lan tỏa đều khắp lồng rang và được điều chỉnh thông qua một bảng điều khiển có đồng hồ hẹn giờ, đồng hồ theo dõi nhiệt độ quá trình rang chín. Khi nguyên liệu đã được rang chín đều, chúng ta sẽ chuyển công tắc đảo chiều để các cánh đảo quay đều và đẩy ngược lại nguyên liệu ra ngoài. Vậy trong vòng 35 phút, chúng ta đã hoàn thành được mẻ rang thơm ngon và chín đều. Máy rang hạt đa năng R40 có thể sử dụng nguồn điện 220V điện gia đình hay điện 380V, phù hợp với mọi hộ kinh doanh lớn nhỏ. Quý vị ngồi trước màn hình đây đã thấy hài lòng với dòng sản phẩm máy rang hạt đa năng R40 của Công ty Bình Quân chưa ạ? Ngoài ra, công ty còn có rất nhiều dòng máy rang lớn nhỏ khác nhau để tương thích với từng nhu cầu từ phía khách hàng kinh doanh. Và đến đây, video xin được phép kết thúc. Thu Ngân xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kế tiếp.